Từ đầu năm 2023 đến nay, giá gà thế giới liên tục biến động. Ngày 1 tháng 6, giá bán gà trong nước cũng được các doanh nghiệp kinh doanh gà đồng loạt điều chỉnh giảm. Theo công ty cổ phần kinh doanh khí miền Nam Gà Sao, thông báo từ ngày 1 tháng 6, giá gà bán lẻ các nhãn hiệu gồm gà dầu khí, Vitiga, Aga, Daka, Jibiga, Đặng Phước Ga giảm 2.917 đồng 1 kg so với tháng trước. Đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, tương đương giảm 35.000 đồng một bình 12 kg và giảm 131.000 đồng một bình 45 kg. Như vậy, giá bán lẻ ga của công ty này là 322.900 đồng một bình 12 kg và 1.209.985 đồng một bình 45 kg. Giá ga giảm mang tin vui đến với người tiêu dùng, góp phần giảm các chi phí sinh hoạt cơ bản. Tuy nhiên, với tình hình nắng nóng kéo dài như hiện nay sẽ rất dễ dẫn đến nguy cơ cháy nổ người tiêu dùng chú ý kiểm tra kỹ lượng bếp ga bình ga dây và van ga trước và sau khi sử dụng nghiêm túc tham gia các hoạt động huấn luyện về phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn cho gia đình